Dạ, em Nhân chào cô chú anh chị. Ngày hôm nay sẽ là một cái video em Nhân muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình một chút xíu kinh nghiệm cho cô chú anh chị nào chuẩn bị mua xe và chuẩn bị nhận xe nha cô chú anh chị. Thì em sẽ mượn cái chiếc Toyota Corolla Cross qua sử dụng của bên em Nhân để em làm gọi là cái công cụ ví dụ để cho cô chú anh chị mình nhé. Và trước khi em giới thiệu thì em cũng xin bật mí với cô chú anh chị mình. Thì bên em Nhân sắp có một chiếc Prius số tự động bản E màu đỏ, đời 2022 mới đi hai mấy ngàn cây thôi, và một chiếc Toyota Rush 7 chỗ. Chiếc này thì hiện nay không có còn sản xuất nữa, nhưng mà cũng nhiều cô chú anh chị hỏi em Nhân thì chuẩn bị có, khi nào dọn rửa xong em Nhân sẽ quay cho cô chú anh chị mình coi. Nhớ đăng ký kênh em Nhân để mình theo dõi liên tục nha cô chú anh chị. Quay lại câu chuyện ngày hôm nay thì em Nhân sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị mình một số cái kinh nghiệm khi mà mình đi nhận xe tại các đại lý nha, dành cho cô chú anh chị nào chuẩn bị mua xe. Thì đầu tiên á, cô chú anh chị mình hãy kiểm tra xung quanh xe một lần, xem được dọn rửa sạch sẽ chưa, bốn hốc bánh, bánh xe vệ sinh sạch sẽ hay không. Thứ hai nữa là mình kiểm tra xem các phụ kiện, những cái quà tặng mà có sự cam kết giữa đại lý cũng như là tư vấn bán hàng với cô chú anh chị mình, xem có gắn đủ chưa. Ví dụ như là phim cách nhiệt nè, ví dụ như là chải sàn, ví dụ như là camera hành trình, thì cái đó thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm tra được bằng mắt thường. Và chúng ta hãy cứ đi xung quanh một vòng xe để chúng ta kiểm tra là chính xác nhất. Và đặc biệt hơn, có một cái này em Nhân đã từng gặp rồi, nhưng mà một phần là do tư vấn bán hàng, cũng là một phần là do khách hàng. Trong quá trình chúng ta nhận xe là chúng ta không có kiểm tra, và tới khi phát hiện vụ việc thì nó đã một khoảng thời gian sau này, thì nó rất là khó cho đôi bên. Đó chính là cái bộ dụng cụ sửa chữa, bộ dụng cụ sửa chữa nhỏ của xe. Thì nhiều anh chị khi mà nhận xe thì xài tới 4-5 năm mà chưa biết được cái bộ dụng cụ, cái tay quay với con đội nằm đâu nữa. Để mà trong quá trình chúng ta sử dụng mà nó có sự cố mà chúng ta lấy ra xài thì không biết ở đâu. Thì anh chị mình hết sức lưu ý, khi mà nhận xe mới hoặc là xe qua sử dụng thì mình cứ nhờ nhân viên bán hàng hãy chỉ cho mình cái chỗ để của cái bộ dụng cụ đó. Ví dụ như Corolla Cross thì nằm sau cốp nè, mở lên là con đội. Đây là cái bộ tay quay để mình thay bánh xe cua, và dưới này là bánh dự phòng. Đó, thì xe này thì nó đơn giản nên sẽ nhìn thấy được. Còn những xe dù Fortuner, Innova rồi nó nằm trong cái hốc bên này, thì nếu mà cô chú anh chị mình không có được tư vấn bán hàng mà hướng dẫn thì nhiều khi mình không biết, xài một khoảng thời gian sau này tới lúc cần thì không biết ở đâu. Hết sức lưu ý nha, chúng ta không có mất nhiều thời gian hết, thì anh chị mình cứ nhờ tư vấn bán hàng là chỉ cho cái bộ dụng cụ nằm ở đâu, và cũng xác nhận là có gắn, có đầy đủ trên xe. Có một cái trường hợp này em Nhân đã từng gặp rồi, tức là khách hàng nhận xe đi cũng 1-2 năm đó, thì một ngày đẹp trời phát hiện ra là không có bộ này ở trên xe. Mới gọi gọi điện lại nói ủa sao lúc giao xe mới không có bộ sửa chữa dụng cụ này. Thì em Nhân nói là lúc xe mới thì có đầy đủ hết, không có thiếu đâu, là không biết là trong quá trình sử dụng á, anh chị này có cho thuê xe tự lái hay là cho ai mượn gì đó, rồi đua luôn, xu luôn cái bộ này là không còn nữa. Thì rất là khó lòng, mình cũng cũng hơi ngại với khách hàng, thì khách hàng mất đồ thì cũng sẽ không vui. Mà góc độ mình thì khi mà lúc đó mình giao xe mình hơi sơ sức, nhưng mà đảm bảo là sẽ có cho cô chú anh chị mình, với lại cái khoảng thời gian nó cũng hơi xa 1-2 năm đó, mà quay lại hỏi câu chuyện đó thì cũng hơi khó. Thì tốt nhất từ những cái kinh nghiệm đó thì em Nhân cũng muốn chia sẻ cho cô chú anh chị mình nên kiểm tra trước khi lấy xe về ha. Cái bộ dụng cụ này nó cũng khá là lợi hại. Với lại thêm một cái phần chia sẻ nữa cho cô chú anh chị mình, đó là một số các ví dụ như là nước rửa kính, nước làm mát, rồi kiểm tra nhớt, rồi dầu phanh này kia đó, thì ở dưới khoang động cơ em sẽ mở và giới thiệu chỉ cho cô chú anh chị mình nha. Đây là cũng là nhiều câu hỏi mà anh chị mình khi mà nhận xe về và chúng ta mới mở nắp capo lên mà chúng ta coi không biết á, mới hỏi em Nhân. Mà trong khi quá trình chúng ta nhận xe thì tốt nhất thì chúng ta hãy kiểm tra một lần cùng với tư vấn bán hàng, người mà bán xe cho mình đó cô chú anh chị. Dạ, thì em Nhân đã mở nắp capo lên rồi, thì sẽ có một số cái mà muốn chỉ cho cô chú anh chị mình nè. Đầu tiên đó, anh chị mình chỉ cần nhìn cái biểu tượng thôi chúng ta sẽ biết nó là cái gì. Thứ nhất là cái này ha, mình nhìn thấy này, cái này nó giống như cái kính và có hai giọt nước bắn lên. Thì cái này là ký hiệu của hệ thống nước rửa kính nha cô chú anh chị, nước rửa kính. Thì cái này sao mà biết nó hết, thì khi mà cô chú anh chị mình lẩy cái cần gạt nước á, ở trên mình không có thấy nước bắn lên á, là biết hết. Là chúng ta cứ mạnh dạn chúng ta đổ nước lọc, nước sạch bình thường vô sử dụng thôi, không có gì mà phải lo lắng hết ha. Đổ lên, khi nào cảm thấy nó tới mức này, đầy mức này là ok rồi.
Đó, và khi nào hết chúng ta cứ việc chăm nước sạch vô là ok. Rồi, nước thứ hai là nước làm mát. Nước này khá là quan trọng. Nếu mà nước này hết, động cơ sẽ báo lỗi nha. Có đèn trên táp lô màn hình báo cho cô chú anh chị mình biết. Ngày xưa đã có một cái trường hợp chính em Nhân trải nghiệm luôn. Đó là đi chiếc Vios, nó hết nước, hết nước làm mát á, nhưng mà đè đổ lộn, cứ đè đổ lộn vô cái nước này, đổ đầy bình, nhớ là rõ ràng đổ đầy bình, nhưng mà sau vẫn báo, cuối cùng mới nhìn kỹ lại là đổ lộn bình. Thì hết sức lưu ý nha cô chú anh chị mình, những cái tiểu tiết thôi, nhưng mà nhiều khi mình đổ lộn là cũng hơi mệt. Cái này là cái két nước, nước làm mát nè, và nó sẽ có một cái bình nước dự phòng ở đây cô chú anh chị. Và nước này thường là nếu mà chính hãng xe mới ra thì nó sẽ có màu hồng hoặc là màu xanh, tùy ha, tùy màu hồng màu xanh, đó là nước, những cái nước giải nhiệt á, nước điện giải á, giúp cho quá trình giải nhiệt nó tốt hơn. Thì anh chị mình sau một khoảng thời gian sử dụng thì chúng ta không có sử dụng nước này mà chúng ta đổ nước lọc vô thì cũng vẫn được, nhưng mà nước lọc bình thường thì nó sẽ không có đạt cái hiệu quả giải nhiệt tốt á. Đó, thì tốt nhất là chúng ta nên mua những cái dung dịch như thế này để chúng ta trang bị cho xe mình. Và cái cách nhận biết là chúng ta nhìn vào cái này, nó có cái két nước và có hình kiểu như biểu tượng cái này. Đó, thì anh chị mình hầu như là xe nào nó cũng giống như vậy thôi, mình nhìn và biết liền. Chúng ta cứ bơm đổ vô, thì khác là khác cái vị trí để thôi. Thì anh chị mình cứ nhìn trên cái nắp và chúng ta như em Nhân hướng dẫn là chúng ta sẽ biết đó là cái nước gì. Và bên đây thì nó sẽ có một cái bình dầu, đây là dầu phanh này cô chú anh chị. Đó, dầu phanh. Cái dầu này mà nếu mà hết là cũng mệt lắm á, lúc đó hệ thống phanh mà mất tác dụng là chạy xe rất là nguy hiểm, đúng không cô chú anh chị? Chạy xe rất là nguy hiểm. Chúng ta hãy kiểm tra bằng mắt thường là thấy cái mức như này là ok. Màu vàng ha, màu vàng. Và ở đây nó sẽ có một cái que thanh nhớt đây ạ. Thì chúng ta cứ kéo ra bình thường, chúng ta dùng giấy, mẫu giấy sạch, giấy trắng hoặc là khăn sạch á, chúng ta kiểm tra cái độ, cái màu nhớt, màu nhớt ví dụ nó còn vàng cái này thì ok. Mà đen này kia đồ là chứng tỏ là xe lâu rồi không có thấy nhớt ha. Và thường những cái xe mới cũng như là xe qua sử dụng tại đại lý em Toyota An Thành Fukushima trước khi giao tới khách hàng đã kiểm tra và bảo dưỡng đầy đủ rồi. Đối với xe cũ thì bảo dưỡng, đối với xe mới thì đã BDS đầy đủ ha. Đó là một số lưu ý dành cho cô chú anh chị mình khi mà nhận xe. Chúng ta hãy cùng với tư vấn bán hàng cùng kiểm tra một lần cuối trước khi xe được lăn bánh ngoài đường ha cô chú anh chị. Còn về phần máy móc thì nó đã nguyên zin hết rồi. Chúng ta cũng không cần phải tác động gì cả. Về chúng ta chỉ có việc xài thôi, về những việc xài thôi, không có lo lắng gì ha cô chú anh chị. Dạ, thì em Nhân vừa chia sẻ cho cô chú anh chị mình chỉ là một chút xíu kinh nghiệm nho nhỏ khi mà cô chú anh chị mình nhận xe thôi. Thì trên cái xe thì còn rất là nhiều nữa, một cái video clip này không thể nào mà diễn tả cũng như diễn đạt hết cho cô chú anh chị mình, thì em Nhân sẽ làm từng phần. Nếu mà anh chị mình có quan tâm và cần hướng dẫn sử dụng cái phần nào trên xe thì cứ để lại comment, em Nhân nếu được sẽ giải đáp trực tiếp hoặc là làm video gửi đến cô chú anh chị mình. Và anh chị mình hãy ủng hộ em Nhân bằng cách là đăng ký kênh nè. Đó là cái niềm vui cũng là cái niềm động lực lớn nhất của em Nhân để làm những video phục vụ cô chú anh chị mình nhé. Em Nhân xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị.